thở ra thèm. Tập cổ cúi xuống thở ra thẳng cổ lên sâu, ngửa ra sau thở ra hít sâu, nghiêng phải thở ra hít sâu, nghiêng trái thở ra hít sâu, cúi xuống xoay tròn thở, xoay lên hít vào, cúi xuống thở hít sâu, thở hít sâu, thở xoay đổi chiều, thở thở rầm, thở rầm. Chống nguy lên, tập khởi động cho cuộc sống, bài đỡ của cuộc sống. Con lưng nên thấp bụng thở xanh, hít sâu chùng lưng giữ cổ, thở ra cong lưng rút rốn nuôi về dạng ngón, hít sâu trường lên, thở ra cong lưng rút rốn thu về mông chạm gót, mông chạm gót, nuôi về mông chạm gót em. Rồi trường lên hít sâu vào, thở ra không lưng lên rút rốn rồi luôn mong về chậm đó cảm nhận sau, hít sâu vào thở ra, hít sâu vào thở ra, hít sâu vào thở ra, cong lưng lên luôn về, hít sâu vào cong lưng lên, chống chân lên gãy cao mông lên thẳng gối luôn, chống chân thẳng gối, cúi xuống thở ra, đi bộ tại chỗ nào, nhón gót chân này đạp gót chân kia, rút rốn thở ra, hít thở sâu vào, hít thở sâu, hít thở sâu, tiếp tục hít vào, co hai gối xuống cho hai đùi là hai gốc nguồn, đầu gối không chạm sàn, xiết cơ bụng lên thở ra, giữ lên không chạm sàn, đạp gót xuống rút rốn thở ra, hít sâu hạ đầu gối không chạm sàn, tay chân là bốn gốc nguồn rút rốn thở, hít sâu vào đạp gót chân ép người thở, hít vào hạ gối xuống rút rốn thở ra, kích mặt cơ lỗ chắc lên đóng lên, hít vào thở ra, xiết sau bụng thở ra, hít sau thở ra, xiết sau bụng thở ra, hít sau thở ra, xiết sau bụng thở ra, giữ ở đây, giữ ở đây, giữ ở đây, đầu gối góc vuông không chạm sàn, kéo đầu gối phải chạm tay phải thở ra, xiết sâu hơn nữa, trở về kéo đầu gối trái chạm tay trái thở ra, hít vào phải thở ra, hít sâu phải xiết sau cơ bụng nữa đi nào, thở ra phải thở ra, hít vào trái thở ra, hít phải thở ra, hít phải trái thở ra, hít sau giữ đó là giữ đầu gối không chạm sàn, hít sâu rồi lui hai chân ra và vào tư thế bờ lăn cao, vào bờ lăn cao đi nào, hít sâu, tiếp tục chung gối và từ từ đi tay, đi tay cong lưng lên, chung gối đi tay về cong lưng lên, rút rốn xích từ bụng thở ra, ép mông xuống, đi tay về chân luôn em, đi tay về chân, ép cái mông xuống, ép cái mông xuống,
ép mông tháp xuống rồi cong lưng lên, cuộn sâu từng đốt sóng lại, bước rốt sâu vào thở ra và đứng lên, hít sâu vào thở ra, tập đó, Pilates là hay cong cái lưng lên cuộn sâu lại đó, hai chân mở rộng bằng vai, hai tay quạt ra phía sau, hít sâu vào tấm gói, vươn căng tay lên cho bụng thở ra, hít sâu nhớ rút rốn vào, luôn luôn bảo vệ thắt lưng, thở ra hít sâu thở ra, rút rốn vào, cục xương cục xuống để nó không bị vòng vô thắt lưng, hít sâu thở ra, hít sâu ấn gót chân xuống để lùi mông ra phía sau, cục xương cục xuống, thở ra hít sâu thở ra, hít vào tay mình ra sau là tập mở bắp tay nè cho chắc khỏe, thon gọn bắp tay, thở ra vươn căng tay và ép mông đùi xuống, tập mông đùi rút rốn lên vào cơ bụng, rút rốn nhấp xuống lên, hít sâu vào xuống nhấp ba nhịp nào, xiết bụng thở ba hai một, lên hít sâu vào rút rốn, tập trung cao độ vào, thở ra ba hai một, hít sâu vào và rút rốn, đẩy lùi mông ra sau, nhấp thở ra ba hai một, lên hít sâu vào, tiếp tục tấm gối ép xuống thở ra ba hai một, giữ đó tay chống hông, giữ đó rút rốn, rút rốn cục xương cục, tay chống hông, rồi tiếp tục nào, xoay người lại camera, xoay người lại vẫn ép như vậy, rồi đi nè, đi chân trái qua phải rồi đi tiếp qua, tiếp qua tới ra cuối thảm, tới về cuối thảm rồi lại đi trở vô, tắt chân trái tích rồi khép chân phải, vẫn để lùi mông ra sau nha, đi tới hết thảm của mình lần nào, nhớ thảm hít thở, rồi nhớ đẩy lùi mông không thấy đau khớp gối, đi ngược trở vào, rồi đi về đi nào, xuýt sâu hít thở, xuýt sâu hít thở đều, hít mũi thở miệng ra, lại tách ra, nhớ rút rốn, xiết cơ bụng không thấy đau lưng, đau lưng là phải đứng lên, hít thở hít thở hít thở, về giữa để lùi mông ra, duỗi mũi chân trái ra, tách chân ra, tách chân trái rồi rút vô, tách ra rút vào, xí sau tách ra, xí sau tách, xí sau trụ chắc chân, tách thở hít thở nào, xí sau thở rút rốn, xí sau thở, cảm nhận cơ bụng đang làm việc, hít thở rồi đổi chân, trụ chân trái để lùi mông ra sau nha, không thấy đau chân gì hết, nó đang vô cơ bụng và cơ mông cơ đùi, tách chậm xí sau, tách chậm, tách chậm xí sau, tách chậm, hít mũi thở miệng ra, kéo vào, giờ nè đổi phải trái ra nè, trái vô rồi phải rút vô, trái hít thở, hít thở, hít thở, rút rốn chắc lên, hít thở, xoay người trở lại nào, xoay lại đẩy lùi mông, xiết cơ bụng rồi vươn tay lên thẳng lưng, xiết bụng nhóm gót lên, vẫn là lùi mông mình ra phía sau, nhóm gót rút rốn xiết cơ bụng thở, ép mông xiết cơ bụng nhấp, năm bốn ba hai một, lên tay thả lỏng tay chân ra, hít thở sâu vào, nhớ hít mũi thở miệng liên tục ra, chân khép vào đứng luôn về cuối thảm, chân khép vươn tay lên, hít sâu vào rồi mình cong cái lưng lại, rút cái rốn vào, cong cái lưng, cong cái lưng tim, cuộn từng rốn sống xuống ra, thở ra để trả cái lưng nè, nãy giờ mình tập
tắm mới mình dễ bị gồng cái lưng. Giờ cả cái lưng buông đầu xuống rồi, đi tay ra, đi bộ hai tay ra, đi bộ hai tay ra và hít thở đi nào. Hít thở, hít thở, rồi xí sau thấp mà người xuống chút em. Đừng đẩy cao mông, xí sau cơ bụng, đi hai chân xí sau, rồi tay phải chạm vào vai trái nè, rồi đổi tay trái chạm vào vai phải, xí sau, chân phải nâng lên duỗi thẳng ra, thẳng ra, rồi kéo gối chạm tay phải, thở ra, hít vào, chân trái nâng lên, kéo gối chạm tay trái, thở ra, hạ chân và đẩy cao mông lên, hít sâu vào, thở ra đi, hít sâu, kéo gối phải đẩy thân tới, đẩy cao hông, xiết cơ bụng lên, nhón gót chân trái bị tay phải chạm vào đầu gối, thở ra trở về, hít sâu, chân trái thở ra, xiết sâu cơ bụng đẩy tới, thở ra, hít sâu, thở ra, thở miệng ra, hà hơi chắc cơ bụng, hít sâu, đổi chân trái thở ra, xích sau đi em, chân trái chạm tay trái, hít sâu, rồi nè, chân phải đẩy người tới, nhón gót chân trái và chân phải ở giữa, kéo gối giữa, hạ đầu gối gần tới sàn, xích cơ bụng thở, lại rút lên, rút cao lên hết cỡ, cong cái lưng cao lên, rút lên, đúng rồi, rất tốt, trở về gần chạm tới sàn, thở ra, lên xí sau lên gần tới sàn, thở ra, lên xí sau lên, hạ chân phải giật chân trái nè, có đầu gối tới, hạ xuống gần tới sàn, rút cao lên, thở ra, xuống gần tới sàn, rút cao lên, thở ra, xí vào, hít vào, rút cao lên, thở ra, xích bạc. Đúng rồi, hạ chân xuống. Rồi đi tay về. Cong lưng lên, rút đầu xuống, mình chung đầu gối đi, chung đầu gối, chung xuống, chung gối. Ép mông, rồi cuộn lưng lên nè. Cuộn từng rốt sóng lên, thở ra. Nghe rất là đã, xuống cái lưng nha. Rồi, bước chân trái lên. Rộng hơn vai một chút, hít vào. Cõng hai gối xuống, hai chân là hai gốc vuông, hai chân hai gốc vuông, người thẳng ở trung tính, kiểm soát lại xích cơ bụng, thở ra, hai tay vươn lên hít vào, rồi tấn gối nhấc xuống, xích sau cơ bụng, thở ra, xích sau cơ bụng, thở ra, vươn căng, xích sau, thở ra, thở thở nhắm xuống là tiền, nhắm xuống cho hai chân hai gót vuông, phía sau thở, hai tay về trước phía sau, rồi xoay tay trái ra xa đi nào, thở ra, rồi lại tiếp tục xoay tay trái về trước phía sau, lại xoay tròn cánh tay trái ra sau, thở ra, phía sau rút rốn vào, thở ra, phía sau thở ra, phía sau rút rốn, thở ra, lần nữa hít sâu, trở lên, vươn tay lên, xiết lại, nhúng xuống, nhấc xuống đi, nhấc, nhấc, năm, xí sâu, bốn, xí sâu, ba, hai, một, lên, hít sâu vào, bước chân phải lên, thở ra, thả lỏng hai chân đi, hít thở, vươn tay lên, hít sâu vào, rồi cong lưng, cuộn từng đốt sóng thở, cuộn 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 xuống, thở ra, chống tay xuống, ngẩng cổ duỗi lưng tới, hít sâu, ngẩng cổ duỗi lưng tới, thở ra, chống tay và đi chân ra phía sau, đi chân ra phía sau, trở về, trường vai tới, bờ lăn cao, hít vào, để cao hông lên, ép vai xuống, thở ra, để cao mông lên, đi tay về phía chân, thở ra,
xí sau thở ra. Rồi thả lỏng vai, thả lỏng cổ, dùng gối ép cái mông xuống cho mũi chạm gối, dùng gối ép mông mũi chạm gối, cuộn lưng lên, cuộn từng đốt sống, cuộn 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 lên, thở ra. Đó, cho nên mình tập cơ bụng, cơ mông, đùi nhưng không có đau lưng, liên tục trả cột sống. Thế là bước chân phải lên, đổi chân nè, cao lên. Rồi, tấm gối xuống, xiết cơ bụng thở ra, hai chân là hai góc vuông. Kiểm soát lại, mình nhìn vô camera mình xem hai chân hai góc vuông chưa. Đó, xí sau rút rốn vào, nhấc xuống, nhấc, nhấc. À, chắc mông đùi bụng nhấc, hít thở đều. Hít thở đều, hít mũi thở miệng ra. Rút rốn vô. Hai tay về trước, hít sau. Giờ xoay tay phải ra phía sau, thở ra. Xoay tròn tay, tay trái thẳng về trước mặt tiên ơi. Thở ra, đúng rồi. Xoay tròn tay phải xoay đến đâu, xoay mặt theo đến đó. Xoay mặt theo, nhìn theo tay phải. Thở ra. Xí sau bụng thở ra. Xí sau thở ra, vươn hai tay lên. Hạ đầu gối trái gần tới sàn luôn. Nhấc xuống, hạ xuống, xí sau. Vươn căng tay, xí sau thiền. Thấy mỏi chân rồi, cố lên, xích sau thêm nửa thở. Rút rốn thở, rút sau thở, rút sau thở, rút sau thở, thở ra. Hít vào, bước chân lên. Bước chân lên, thả lỏng hai chân, thở. Hít thở sau. Hít thở sâu vào, điều hòa hơi thở. Hai chân khép sát, hai tay đang ở sau lưng. Mở vai, xích cơ bụng lại, không để võng lưng. Mở vai, ưỡn căng lồng ngực, hít sâu vào. Từ từ, đẩy lùi mông ra phía sau, hơi trùng đầu gối. Rồi trương dài người tới, ép bụng ngực. Ép bụng ngực sát lên đùi. Ép bụng ngực sát lên đùi, thở ra. Rút đầu xuống, mặt tay cao lên. Rút đầu, bật tay cao, xiết bụng cho. Bụng trên bụng dưới ép chặt luôn rồi, bật tay lên thở ra, tiếp tục thở ra, thả lỏng cổ tay. Lúc này cầm chạm vô đầu gối thở ra, hít vào, từ từ cuộn từng đốt sống, cuộn 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 người đứng lên, cuộn sau đứng lên. Đó, trả lưng liên tục, cuộn sống mình nha, rất là linh được, linh hoạt mà nó không có bị đau cột sống lưng. Khi mình tập bụng dễ bị đau lưng, cho nên bên Pilates trả lưng liên tục. Thấy vào, từ từ nào, thả lỏng tay ra, rồi cuộn từng đốt sống, cúi xuống cúi xuống cúi xuống, thở ra, chống tay xuống, đi chân ra, đi chân ra sau, đi bộ chân ra sau, hạ đầu gối xuống. Thấy vào, giờ tập tay, bắp tay tập cho ngực săn chắc, dùng tay xuống xiết bụng thở gần tới sàn, rút rốn lên, hít sâu, luôn luôn rút rốn không bỏng thắt lưng, cột sống thẳng, hạ xuống gần tới sàn, đi lên lên, hít vào, hạ xuống gần tới sàn, dùng tay hạ xuống lên, hạ ngực cầm gần tới sàn, dùng tay hạ ngực cầm xuống, xiết cơ bụng thở ra, đúng rồi, lên. Không có trường, không lên, hạ xuống là đẩy lên, hạ xuống đẩy lên. Đó, không bỗng thắt lưng, xuống lên. Đó, không bỗng thắt lưng, cột sống thẳng tưng luôn. Đó, xuống mức nào mà em chừa đường lên nổi á, nha, nè xuống, nếu như tới đây thôi thì lên đó, còn sâu được nữa thì xuống, rồi đi lên, chống chắp tay vậy đó. Rồi lần cuối nè, xuống lên, thở ra, rồi nằm nghiêng đi, nằm nghiêng người, nằm xuống và nghiêng người ạ. Hai chân chồng lên nhau, chắc, hít thở, hạ người xuống, cho tay mình, cho tay nằm dưới nè, ôm vào eo, hít vào, tay trên chấm xuống, nè, tay dưới ôm vào eo ở trên, tay trên chấm xuống sàn,
Chân khép thở ra, hít vào chống tay và nâng thân lên nè, nhấn vô cái phần eo nè, nhấn vô eo siết lại thở, hạ xuống hít vào, nâng hai chân lên siết sau thở, hạ xuống hít vào, lại chống mạnh tay siết cơ bụng nâng lên thở, xuống hít sau siết cơ bụng nâng hai chân lên thở, hít sau nâng đầu siết hông nâng lên, nhớ người mình đường thẳng nè, nhận người mình thẳng hàng nó mới vô, nâng hai chân lên siết sau thở, hít vào siết sau chống tay nâng lên, nhịp năm nhịp bốn nhịp ba siết sau hai một, hít vào nâng hai chân lên siết sau thở, nhịp năm bốn ba hai một, hít vào. Bây giờ cái tay nằm dưới, kê đầu đi, hạ xuống và kê đầu, tay chống trước ngực, thở hết hơi ra, hít vào xí sau cơ bụng nâng chân lên, rồi xí và giữ đó, xí sau giữ đó, nâng cao lên xí sau giữ đó, rồi tách cái chân dưới ra gần tới sàn, lại kéo nó lên chạm vào chân trên xí sau, suy nghĩ vào nhóm cơ xí sau vô, kéo chân lên hít vào thở hít thở hít thở hít thở hít thở hít thở, và giữ chân dưới, tách chân trên lên xuống hít thở hít thở, tách cao lên thở hít thở hít thở, xí sau nữa hít thở, rồi tách chậm liên tục nào, xí sau tách chậm liên tục, xí sau xí sau, tê mỏi rồi cố lên xí sau, giữ đó và xuống hít thở sau. Từ từ đổi bên, nằm lên và xoay người lại. À, tay nằm dưới, tay phải nằm dưới thì ôm vào cái bè sườn, ôm vào cái bè sườn bên trái. Rồi tay trái thì chống ở trước ngực của mình, thở hết hơi ra, hít vào chống tay trái và nâng người lên, nâng lên nhấn vô, nhấn vô, đúng rồi, xuống hít vào, nâng hai chân lên xí chắc vào, thở ra hít vào thở ra, hít vào thở ra, hai chân lên hít vào thở ra, hít vào hai chân lên thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra, hai chân lên, muốn hai chân lên siết chắc à, cơ hông cơ bụng mình sờ vô nó phải cứng ngắc luôn, hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra, hai chân lên giữ năm bốn ba hai một, hít vào co tay phải chống đỡ đầu, co lại kê lại dưới đầu, rồi thét chân vào, hít sau hai chân lên thở 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 thở, lớn tiếng xích cơ sau bụng ra, thở thở thở, giữ chân chạm lại, chân dưới hạ xuống vào cái sàn, kéo lên xuống, kéo lên xuống, kéo chân dưới lên 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 lên, giữ chân dưới, tách chân trên lên xuống thở, xuống thở, xuống thở, hít thở hít thở hít thở,
hít thở ra, hít thở ra, dịu căng hai chân, tách chậm nhẹ, tách chậm nhỏ tay, siết chắc nữa, cố lên chắc đùi chân nữa, được. Lật ngửa ra, hai chân to rộng bằng gang tay, hai tay đang sau gáy, thở hết hơi ra, hít vào siết cơ bụng lên, thở nhấn vào, hít sâu lên, thở ra, hít vào, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, hai chân lên 90-90, thắt lên sát sàn, nâng đầu lên, mở rộng khuỷu tay ra, mắt nhìn rốn, hít, thở, 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 hít, mũi chân gần tới sàn, lên, thở, hai khuỷu tay chạm đất, hít, thở, hít, không cong thắt lưng lên, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hai chân phải xuống á, mũi chân gần tới sàn chứ, khi hạ đầu á em, khi hạ đầu hai mũi chân là gần tới sàn, đi lên, khuỷu tay chạm đất, thở, hít, thở, hít, hạ đầu xuống, duỗi hai chân lên 90, duỗi hai chân lên 90, hạ đầu xuống, hai chân lên 90, duỗi mũi chân lên trần nhà luôn em, cái đó là 90-90. Giờ chân thẳng gối lên 90 độ. Rồi nâng đầu lên, mắt nhìn về bụng, hai tay nhịp liên tục xí sau, hai tay duỗi thẳng về trước, nhịp hai tay xí sau, thở ra, hít mũi thở miệng ra. Thở miệng gồng chắc cơ bụng, thở miệng ra. Hạ đầu, gấp cẳng chân, hai tay ôm chân, nhịp chân. Duỗi căng hai mũi chân, hít vào, duỗi căng lên, xí sau, thở, không gồng cổ, cột sống về trung tính, hít vào, từ từ hai chân lên, nắm mông lên, xí sau, thở ra, rồi gấp mũi chân, căng gót, tách hai chân ra bằng vai, căng hai gót chân, cảm nhận sau, hít vào, cuộn từng rốt sống lên xuống, thở ra, hạ chân xuống 30, duỗi căng tách chân ra, rồi khép vào, duỗi căng khép chân lên, hít sau, chân qua đầu, thở ra, căng gót chân, gấp mũi chân, cảm nhận sau, tách ra bằng vai, cuộn từng đốt sống xuống, rồi từ từ hạ xuống 45 độ, duỗi mũi chân ra,
xếp lại và đi lên 90, xích chặt cái bụng vào, hít vào, thở ra, chân qua đầu rồi tách chân ra, căng gót gấp mỗi chân, tách chân bằng vai, cuộn từng đốt sống lưng xuống, hạ xuống 45 độ xíu sau cơ bụng, thở ra rồi duỗi căng hai mũi chân và khép vào, đi lên xíu sau, hít vào, mông qua đầu, thở ra, gót mũi chân căng, gót tách hai chân ra, xíu sau vào, cuộn từng đốt sống xuống, và chân 45 độ giữ đó, duỗi hai mũi chân, giữ chân 45 độ, duỗi hai mũi chân, nâng đầu, vươn tay khởi đầu, nâng đầu lên, xíu sau, thở ra, co gối vào, vòng tay ôm gối, duỗi tay chân bung ra, hít thở ra, hít sau, duỗi bung ra, thở ra, hít sau, hít sau, duỗi bung ra, thở ra, hít sau, ôm gối, hít sau, duỗi bung ra. Rồi, gót chân phải vào, nâng đầu tay ôm gối. Và nhịp đi nào, xí sau nhịp, đổi chân trái nhịp, xí sau nhịp, chân phải nhịp, hít thở, xí sau bụng, đổi duỗi căng hai mũi chân, đổi thở ra, đổi thở ra, đổi thở ra, đổi thở ra, hạ đầu xuống, duỗi chân phải, co chân trái, giữ đây, giữ thở, giữ tay ôm đầu gối trái, tay ôm đầu gối trái lên, duỗi chân phải, đạp chân trái xuống sàn, duỗi thẳng chân phải, hai tay áp sát xuống sàn, hít vào, nâng chân phải và nâng hông lên, xíu sau, co đầu gối lại 90, 90 thở, duỗi ra và hạ xuống, thở ra, hít sau, nâng hông lên và co gối 90, 90 thở, hít sau vào, thở ra, hít sau, thở ra, sau, hít sau, thở ra, khi hạ là mông không chạm sàn, hít sau, thở ra, duỗi chân lên luôn, chắp chân vào, hạ hông gần tới sàn, đẩy lên, xuống, đẩy lên, thẳng gối, duỗi căng lên, ba, lên, xíu sau, bốn, lên, 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 xíu sau, lên, hạ xuống, hai tay ôm chân phải, sau, thở, mũi chân hướng về phía đầu, căng gót lên, duỗi mũi chân, gấp mũi chân, cảm nhận cơ, duỗi mũi chân, gấp mũi chân, duỗi mũi chân, hít vào, nâng đầu lên, nâng cao lên, duỗi thẳng chân trái, rồi đổi nhịp hai nhịp nào, đổi nhịp hai nhịp, đổi, rồi chắc vào, thẳng gối ra em, thẳng gối ôm chân, Tiên ơi thẳng hai gối chị Tiên ơi, thẳng hai gối luôn, thẳng chân lên, chân trên cũng ôm chân thẳng luôn, Tiên nhìn cô nè. Đổi liên tục thở, co đầu gối chân phải, rồi hạ đầu xuống, duỗi thẳng chân trái ra, co đầu gối chân phải ôm, đạp chân phải, duỗi thẳng chân trái để chuẩn bị đỡ chân, hai tay dọc theo thân, tiếp cơ bụng, hít vào,
nâng chân trái lên, co đầu gối 90, 90, nâng hông cao lên luôn, thở ra, nâng cái hông cao lên, gấp cẳng chân lại 90, rồi hạ cái hông gần tới sàn, duỗi chân ra, hạ chân xuống gần tới sàn, đừng hạ mông chạm sàn lên, đúng rồi, luôn luôn duỗi mũi chân, duỗi ra, lên, duỗi ra, lên, xíu sau cơ bụng, cơ mông, cơ đùi xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, duỗi chân lên, duỗi thẳng chân lên 90, rồi, nhịp hông lên, nhấp lên, thẳng gối lên, 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 xíu sau. Hạ hông xuống, hai tay ôm chân, thẳng gối ôm chân kéo. Mũi chân hướng về phía đầu, căng gót thở. Duỗi mũi chân hít, gấp mũi chân thở. Duỗi mũi chân hít, gấp chân thở. Duỗi hít, gấp thở. Duỗi hít, gấp thở. Duỗi hít, gấp thở. Rồi hạ gối xuống luôn, hai chân về co gối. Hít vào, nâng hông lên, mắt nhìn về đầu gối, xíu cho bụng thở. Hít sâu, 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 thở. Hai tay song song trước mặt, hít vào, nhón hai gót chân lên luôn, đẩy hông cao lên, cao lên, đẩy cái mông cao lên nữa, đúng rồi, cao lên nữa, cao, rồi hạ cái hông gần tới sàn, nhấp lên, hạ hông gần tới sàn, xíp sau, nhấp lên, thở, hạ hông, xíp sau lên, thở, lên, 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 rồi tách hai đầu gối, nâng mông cao lên, nâng mông cao lên, rồi tách gối, chụm gối, tách gối, chụm gối, tách gối, chụm gối, tách gối, chụm gối, xích sau, tách gối, xích sau bụng, chụm gối, tách, chụm, tách, chụm, tách, xiết mông đùi bụng, chụm, tách, chụm, tách, nâng cao lên, tay vươn khỏi đầu, hít, thở, tay về, hai gối song song với nhau, vẫn đẩy cao hông lên, không hạ hông, đẩy cao hông lên, cố định, vươn tay khỏi đầu, hít vào, thở ra, hít sâu, thở ra, sau mông đùi bụng, hít sâu, thở ra, hai tay song song trước mặt, tiếp tục nhấc mông lên, nhấc lên, nhấc lên, cứng mông đùi bụng, nhấc lên, lên, giữ lại, từ từ hạ từng đốt sống lưng xuống, tay hạ xuống, thở ra, hít sâu, căng lồng ngực, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hai tay con ngược lên, góc vuông con ngược tay, đặt tay đang dậy, mình bật tay lên góc vuông ngang vai, ép hai chân qua bên trái, xoay mặt qua phải, thở ra,
Hít vào đổi bền, thở ra. Giữ và hít thở sâu. Trở về. Hít vào. Và nâng chân trái lên thẳng gối và hai tay ôm chân, duỗi thẳng chân phải ra. Và duỗi căng thở ra. Giờ tay sau gáy đi nào, tay sau gáy gập chéo thủy tay phải chạm chân trái. Đổi thở ra. Đổi. 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 Xích sau bụng đổi. 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 Hạ đầu co gối, tay ôm chân. Nhịp. Thư giãn thắt lưng phía sau. Thở. Con vẫn thắt lưng lên, thở. Hạ chân xuống. Chân hơi co lại ra. Co lại ra, vươn tay khỏi đầu. Hít sâu vào. Cuộn lưng lên. Thở ra, vươn người lên. Hít sâu. Thở ra, thắt lưng ra xa. Hít sâu, cơ bụng lại. Thở ra, tay hạ người tay qua đầu, hít sâu, rút rỗ cong lưng lên, xíu sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, cong lưng lên, cuộn từng đốt sống lên, thở ra, hít sâu, từ từ cong lưng và nâng chân lên luôn. Nâng chân lên, co gối nâng lên 90 nè. Co gối nâng lên 90. Nâng lên, đúng rồi, đúng rồi. Rồi cuộn người, ngã xuống thở ra. Hạ lưng chân mình 90, 90. Hít vào, xí sâu, nâng lên, thở ra, nâng lên. Rồi, thẳng gối vươn tay, thẳng gối vươn tay. Thở ra, thẳng gối ngồi lên, nâng người lên đi, ngồi lên luôn, duỗi căng mũi chân, hít sâu, đường tới cong cái lưng ra phía sau, cong cái lưng ra phía sau, thở thở rút rốn mắt nhìn về rốn, thở trả cột sống lưng, thở thở thở. Hít vào, từ từ nâng người lên, tay chống ra sau, các ngón tay hướng vào người, ở nâng người lên, thẳng người đặt bàn chân xuống, thở ra. Xíu sau, bụng nâng chắc người lên, thở ra. Hạ người xuống, hít vào, từ từ, co gối vào, chống tay lên, quỳ lên. Ba chân bốn gốc vuông, xiết cơ bụng, cong lưng lên, mắt nhìn rốn, thở ra. Hít vào, trùng lưng xuống, rướn cổ lên. Thở ra, thở miệng ra. Hít sâu. Thở miệng ra. Hít sâu, thở miệng, hít sâu, thở miệng ra, từ từ chống tay chân vào plank cao, tay chân vào plank, hít sâu. Xí sau, thở ra.
hít vào kéo gối phải, chặn tay phải, thở tay mình vẫn góc vuông. Trở về kéo gối trái, chặn tay trái, thở hít phải, hít trái, siết sâu bụng lại, hít phải, hít trái, hít phải, hít trái, hít phải, hít trái. Co hai cẳng tay xuống, co hai cẳng tay, bàn tay là hướng vào, bàn tay phải chạm về phía khuỷu tay trái và ngược lại như vậy, rồi lật phải, xoay tay phải lên, nhìn theo tay phải, thở ra, hít vào, lật trái, thở ra, hít vào, 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 thở ra, hít sâu bụng, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, trở về bờ lăn thấp, xí sò, xí sò, ép qua phải, ép qua trái, thở cố lên, ép phải cố lên, ép trái, ép phải, ép trái, ép phải, ép trái, xí sâu hông, ép phải, ép trái, ép phải, ép trái, ép phải, nhấc xuống, 5, 4, 3, 2, 1, ép trái, nhấc, 5, 4, xí sâu, 3, 2, 1, hạ đầu gối xuống, đẩy mông lên, đẩy mông lên, căng tay, thở ra. Hít vào, chống thẳng tay chân, để cao đỉnh mông lên trần nhà, thở ra. Xí sâu bụng lại, thở ra. Từ từ đi tay trở về chân, đi bộ tay về chân đi nào. Chung gối xuống cho mũi chạm gối, thở ra. Mũi chạm gối, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Tay này ôm khuỷu tay kia, thả lỏng. Xoay qua phải, xoay qua trái. Trở về giữa. Xoay phải, xoay trái. Trở về giữa, cuộn từng rốt sóng đi lên. Hít thở sâu. Giờ giãn cơ nào, hai chân bằng, mở rộng ra, hơn vai ra, hai tay chống hông, hít sâu, đẩy lùi mông ra phía sau, trường người về phía trước, thở ra, thân song song với sàn, thở ra. Hai tay nắm cổ chân, rút đầu xuống, thở ra. Hít vào, chống tay phải, mở tay trái lên, chống tay phải ở giữa hai tay, mở tay trái lên, thở ra. Hít vào, ngẩng cổ duỗi lưng tới, ngẩng cổ duỗi lưng, hai tay chống trước nào, rồi đổi tay trái, mở tay phải lên, thở ra. Hít vào về giữa, ngẩng cổ duỗi lưng, ngẩng cổ duỗi lưng,
Rồi từ từ, ép mông về bên chân phải, ép mông ngồi bên chân phải. Rồi đặt gót chân trái đứng bàn chân lên, thở ra. Hai tay chắp trước ngực, thẳng lưng lên, đẩy cái khuỷu tay đẩy đầu gối ra, thở ra. Hít sâu thở nè, nhìn lại, không có ngồi xuống sàn, đạp bàn chân xuống nè, ngồi nè, thở nè. Đúng rồi, ngồi thở, chống tay, rồi đi từ từ ra, ép mông qua, đổi về, thở ra. Đúng rồi, đầu gối đẩy, cái khuỷu tay đẩy đầu gối ra, chắp tay trước ngực, ép căng thở ra. Ép sau thở, rút rốn thở ra. Hít sau chống tay. Rồi từ từ trở về giữa, thu hai chân bớt vào. Thu hai chân bớt vào nữa. Rồi ép mông giữa hai gối, ép mông xuống, chắp tay đẩy hai đầu gối ra ngoài, đẩy hai đầu gối ra, ép mông vào giữa hai chân, thở, mắt khép lại, thở ra. Hít vào, chống tay và đặt mông xuống, thở ra, ép gối. Đã mở gói, khép gói, thở ra. Hít vào, đạp hai bàn chân, ngã đầu gối ra. Trương tới, thở ra. Hít vào, cong lưng lên, cong ra phía sau, ôm gối thở ra. Hít vào, đẩy lồng ngực tới, hai bàn chân đạp vào nhau. Hai bàn chân đạp vào nhau, kéo sát vào người mình. Hai bàn chân đạp vào, kéo sát vào người. Rồi, đặt tay lên gối, trường tới thở ra. Hít vào, cong lưng ra sau, từ từ thở ra. Hít vào, trường tới thở ra. Hít vào, từ từ cong lưng ra sau, thở ra. Lần nữa hít vào, trường tới ép gối, thở ra giữ lại. Hít vào, thở ra, bắt chặt tay lên đầu gối, để lùi mông ra phía sau, thở ra. Hít vào, đặt tay lên gối, rồi xoay, thở ra, xoay tròn. Hít thở sâu. Tay ngược lại. Duỗi chân ra, thả lỏng tay chân ra, hít thở, hít thở. Gồm 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 gồm, thả lỏng ra. Rồi, mời nghỉ Tiên à. Mệt không Tiên ơi?
mệt nhưng mà giờ hết mệt rồi chị. À, thư giãn á.